Và đây vẫn là chiếc 203N97, vẫn là dòng tụ cao màu đen. Nó cũng tùy theo từng lô hàng về mà nó có những cái chiếc âm ly nó khá là giống nhau. Mên mạch nó rất là đẹp, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là nó vàng ươm, máy móc rất là khô ráo, hàng nguyên zin, tụ cao màu đen. Đối với dòng âm ly này thì bên cửa hàng của Vision Audio lựa chọn rất là kỹ và cái giá thành thì cũng không cao hơn các cửa hàng khác, nó chỉ nhỉnh hơn tầm 100-200 nghìn. Nhưng quý vị và các bạn, chúng ta nhìn thấy các cái linh kiện này nó rất là đẹp, nó tăng hơn 100-200 nghìn mà nó xứng đáng cho chúng ta bỏ ra một cái số tiền rất lớn. Chúng ta dùng những chiếc âm ly nó được hoàn hảo như thế này thì chúng ta cũng không tiếc gì 100-200 nghìn. Các cái linh kiện của nó khá là lâu rồi nhưng nhìn nó còn rất là bắt mắt về độ đẹp và cái chất lượng của nó còn rất là tốt. Anh em mua hàng bên Vision Audio thì biết rằng cái dòng âm ly này bên cửa hàng của Vision Audio bán rất là nhiều, gửi đi Nam Bắc rất là nhiều cho anh em hát karaoke gia đình. Và cái dòng này chúng ta chơi chán đi thì bán nó vẫn không bị lỗ. Có nhiều quý vị và các bạn chơi tầm 5-7 năm thì bây giờ nó có lãi được tầm mấy triệu bạc. Hàng thì về rất là nhiều nhưng vẫn lựa chọn rất là kỹ lưỡng để gửi cho anh em, nó không có cái chuyện là bán hàng về tiếc rất là kỹ. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0978 527 827. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn.